Thì để làm bài tập này, tôi có một số các yêu cầu như sau. Trước tiên, các bạn thao tác lớp. Sau đó, các bạn sử dụng chức năng là parent của các lớp. Tiếp theo, các bạn sử dụng các thuộc tính lớp transform. Và cuối cùng là các bạn diễn hoạt motion path. Thì phân tích yêu cầu cho bài tập này, các bạn có một số việc làm như sau. Trước tiên, các bạn nhập các tập tin lớp, các tập tin hình ảnh. Sau đó, các bạn sử dụng thuộc tính transform và mình dùng đường path để mình tạo chuyển động cho lớp. Và cuối cùng là các bạn hiệu chỉnh biên tập, hiệu chỉnh cảnh và mình review, mình xem kết quả hay là mình render, mình xuất kết quả để mình xem. Thì các bạn có thể xem đoạn phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này, các bạn thấy rằng là các bạn sử dụng thuộc tính parent để mình parent cái lớp hình lửa này, lớp hình này vào trong cái chiếc máy bay của mình. Sau đó mình cho cái lớp hình hình vi thuyền này bay theo một cái đường chuyển động mà mình có thể mình tạo từ After Effects hay là mình tạo từ Photoshop. Từ đó mình hiệu chỉnh cái hướng hay là mình dùng thuộc tính scale để mình phóng lớn, thu nhỏ cái chiếc phi thuyền này. Thì đó là cái yêu cầu để mình diễn hoạt cái bài tập này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, các bạn nhập các tập tin hình ảnh vào After Effects và mình hiệu chỉnh các ánh động hay là mình hiệu chỉnh các thuộc tính lớp của cái lớp của mình. Sau đó mình tạo và mình hiệu chỉnh lại thông số biên tập phim sao cho phù hợp với dự án của mình, ví dụ như là name, reset, duration, vân vân. Tiếp theo, các bạn tạo các lớp và mình biên tập các lớp này và mình hiệu chỉnh các thông số transform sao cho phù hợp với cái chuyển động của mình. Tiếp theo, các bạn tạo một đường path từ Photoshop và đồng thời các bạn tạo chuyển động cho các lớp theo đường path. Có nghĩa là các bạn chọn cái lớp phi thuyền này và mình dán cái đường path chuyển động từ Photoshop vào cho cái lớp phi thuyền này. Và cuối cùng là các bạn review và mình render để mình xem kết quả. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, tôi nhập các tập tin lớp vào trong After Effects. Thì ở đây tôi có một số lớp, ví dụ như là lớp Flame là lớp có ngọn lửa của mình, đúng không ạ? Tôi có cái lớp của địa cầu, cái lớp phi thuyền và cái lớp lớp nền và lớp hình con khỉ vẫy tay như vậy. Thì trước tiên tôi tạo một cái dự án phim từ lớp nền này, đó mà tôi rê vào đây, tôi định như vậy và tôi định lại cái thông số này, ví dụ như là tôi chọn là khoảng là 10 giây, đó mà ok. Và tôi đặt là tên là spaceship. Sau đó tôi lần lượt tôi bố cục các cái lớp của mình đó, mà ví dụ như là cái lớp phi thuyền, cái lớp quả địa cầu tôi đặt ở đây, tôi tạo một lớp phi thuyền đó, mà lớp phi thuyền này như vậy. Sau đó bắt đầu tôi tạo một số những cái lớp đi theo, ví dụ như là tôi tạo lớp con khỉ vẫy tay ở đây đó, mà và tôi dùng cái thuộc tính scale đó mà để thu nhỏ lại, tôi bấm chữ S thu nhỏ lại như vậy đó, mà tôi cho khoảng là 15%, tôi đặt ở đây. Tôi có thể dùng cái công cụ mặt nạ để tôi che khuất trong hình con khỉ trong cái vòng tròn này đó, mà tôi phóng lớn lên. Thì như vậy ở đây tôi dùng công cụ là mask này đó, mà mask. Từ đó tôi tạo một cái mặt nạ ở đây đó, mà
Đồng thời tôi nhấp đất vào, tôi hiệu chỉnh một chút xíu. Ok, giờ sẽ là vậy. Thì ở đây các bạn thấy cái lớp hình của khỉ vẫy tay này nó tồn tại khoảng là 1 giây, đó mà. Thì để mình xuyên suốt 10 giây này thì tôi lặp này, đó mà, tôi lặp hình này. Tôi lặp cho khoảng là 10 lần. Ok, và tôi kéo cái này ra đây. Đó mà. Hoặc là tôi lặp là 15 lần. Ok. Tương tự như vậy, tương tự như vậy. Tôi dùng cái thuật cái lớp flame này, tôi đưa vào đây. Đó mà. Thì cũng tương tự lớp flame này, tôi đặt ở dưới phía dưới này. Và tôi cũng lặp cho cái lớp flame này là khoảng là vài lần, đúng mà, tôi cho là 20 lần, và tôi kéo này ra. Ok, thì mình được như vậy, đúng mà, các bạn thấy như vậy. Sau đó các bạn cho cái lớp con khỉ này bearing vào lớp rocket này và lớp flame này bearing vào lớp rocket này. Thì như vậy khi mà tôi di chuyển cái lớp này, đúng mà, cái lớp phi thuyền này, thì cái lớp con khỉ và cái lớp lớp lửa này sẽ đi theo, đúng mà. Sau đó từ Photoshop tôi tạo một cái đường chuyển động, đó mà, tôi vào Photoshop, tôi yêu một tập tin, đó mà, kích cỡ là 654 458 như sẽ là vậy. Ok, đồng thời tôi dùng công cụ bát này, tôi tạo một đường chuyển động. Giả sử tôi tạo một đường chuyển động như vậy, đúng mà, tôi hiệu chỉnh lại một xí. Ok, sau đó tôi copy cái đường bát này, đó mà, tôi chọn cái đường bát này, edit, tôi copy. Sau đó tôi qua After Effects, tôi chọn cái lớp này, đồng thời tôi chọn thuộc tính position và tôi vào thử đơn edit, tôi bát ra, thì mình được có một cái đường chuyển động như vậy, đó mà, có một cái motion bát như vậy. Thì bây giờ các bạn thấy là mình có chuyển động như vậy, đó mà, mình đã có những cái keyframe và tạo chuyển động như vậy. Thì như vậy để mình muốn chuyển động mình nhanh hay là chậm thì các bạn có thể mình nắm cái keyframe này và mình kéo dài ra, đó mà, nhanh hay là chậm thì mình kéo dài các cái sự phân bố keyframe này, đó mà, thì các bạn được như vậy. Thì như vậy bây giờ các bạn có thể mình hiệu chỉnh lại từng cái keyframe trong cái đường chuyển động của mình, đó mà, mình có thể hiệu chỉnh bên đây cũng được. Thì bây giờ các bạn thấy rằng là để cái thuộc tính này đi từ lớn tới nhỏ, đúng mà, từ lớn tới nhỏ, thì các bạn có thể dùng thuộc tính scale. Tôi bấm chữ S, đúng mà, tôi phóng lớn, tôi phóng lớn ra, đúng mà, tôi phóng lớn nó như vậy, giả sử là vậy. Đồng thời tôi tạo một keyframe và ở cuối cùng này tôi tạo keyframe và tôi thu nhỏ lại, giả sử là như vậy, đúng mà. Sau đó để cái chiếc phi thuyền của mình nó bay có hướng, đúng mà, nó di chuyển có cái hướng, thì tôi chọn cái lớp này. Đồng thời tôi vào thử đơn layer. Trong nhóm transform này tôi chọn là auto arrange. Tôi chọn là arrange along path. Ok. Thì mình thấy có hướng như vậy. Thì như vậy cái chuyển động của mình nó sẽ có hướng như vậy. Đó mà. Thì bây giờ các bạn hiệu chỉnh lại. Đó mà. Hiệu chỉnh lại cái hướng lại. Thì tôi có thể tôi mở cái thuộc tính rotation này ra. Đó mà. Và tôi xoay. Đó mà, tôi xoay như vậy. Đó mà, tôi xoay như vậy. Bây giờ đầu tiên như vậy. Tôi tạo keyframe. Sau đó nếu mà chỗ nào mình cảm thấy xây chưa phù hợp, đó mà, thì mình có thể là mình tạo keyframe để mình xây lại, đó mà. Còn nếu cái chuyển động của mình mà nó đã tốt rồi thì thôi, tôi không cần tạo keyframe, đó mà. Tôi bấm review để tôi render, tôi xem kết quả.
Ok, thì như vậy ở chỗ này là tôi đặt cái phi thuyền dưới đây đó, mà tôi đặt cái phi thuyền dưới đây, tôi chọn cái lớp phi thuyền này, tôi đặt chỗ này đó, mà đồng thời tôi cho cái thuộc tính scale chủ keyframe này tôi chọn nhỏ xuống một xí đó, mà nhỏ xuống như vậy, và tôi đặt cái phi thuyền này ở đây. Ok, và mình bấm review để mình xem lại. Ok, thì sau khi mà mình kiểm tra chuyển động của mình mà ok rồi, thì các bạn có thể là mình render, mình xuất phim, mình xem. Thì để xuất phim thì các bạn là những cái lớp nào mà có chuyển động thì các bạn bật motion blur này lên. Ví dụ như là tôi bật chế độ motion blur này, các lớp này có chuyển động, ba lớp này là có chuyển động đúng không ạ? Và tôi chọn cái cửa sổ render khuy này và tôi đưa về đây đúng không ạ? Display shift, tôi muốn chọn kiểu time, tôi chọn là quick time frame. Ok, và tôi đặt tên đúng không ạ? Bây giờ đặt tên là đó mà space ship đó mà sao, và tôi bấm render đó mà, thì mình được cái đoạn phim theo như cái yêu cầu của mình đưa ra. Ok, thì đối với bài tập này thì điều quan trọng là các bạn sử dụng motion path cho cái thuộc tính bộ di xanh này đó mà, sử dụng motion path có nghĩa là mình tạo một cái đường chuyển động từ Photoshop hay là từ một cái phần mềm bên ngoài nào đó, sau đó mình dán vào trong thuộc tính bao nhiêu xanh này, đồng thời các bạn dùng các thuộc tính là parent đúng không, và các bạn dùng là auto rank để mình tạo cái hướng chuyển động của cái lớp của mình theo một cái đường chuyển động, thì đó là cái yêu cầu để mình tạo cái chuyển động cho cái bài tập này.